À, những vị gửi câu hỏi thì vui lòng gửi vào liên kết vấn đáp ha. À, kính thưa sư, nghiệp gì mà chồng hoặc vợ qua đời trước dù hai vợ chồng còn trẻ? Thì như sư nói đó, khi mà chúng ta chết trẻ thì nó có nhiều nguyên nhân. Một là do hết tuổi thọ, tức là tuổi thọ mình tới đó thôi, cái phước mình tới đó là hết, thì mình tới đó là mình hết à. Cái thứ hai là do mình bị tấn công. Ví dụ như tự nhiên bây giờ mình đi qua cái xứ Iran, Iraq thì bị bắn trúng rồi mình nói đó tại nghiệp, không phải như vậy ha. Tức là mình bị người bị tấn công. Cái thứ ba là mình quên ăn mà chết. Cái thứ tư á, là do cái nghiệp nó đoạn, tức là do đoạn nghiệp. Cái nghiệp này là nghiệp gì? Đó là nghiệp sát sanh. Cho nên á, là mình do một cái sự kiện thì nó có nhiều nguyên nhân, cho nên chúng ta không thể khẳng định là một nguyên nhân nào cụ thể ha.